Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 đã diễn ra với môn thi đầu tiên. Trước khi hết giờ làm bài thi môn ngữ văn, trên mạng xã hội đã lan truyền đề thi được cho là chụp trong phòng thi. Mới đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trước thông tin nghi vấn lộ đề thi này. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi môn văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm bắt thông tin và chuyển cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Để đảm bảo an toàn cho các môn thi tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi, các tỉnh tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định. Trước đó, khi chưa quá 2/3 thời gian làm bài thi môn ngữ văn, thì các hội nhóm và fanpage trên Facebook đã đăng tải và lan truyền đề thi môn ngữ văn. Theo hình ảnh chụp đề văn lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy đề được chụp trong phòng thi, bên cạnh là tờ giấy làm bài là tờ phổ biến quy chế thi. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, khi nộp bài thi tự luận phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi đối với bài thi tự luận, phiếu trả lời trắc nghiệm đối với bài thi trắc nghiệm. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi. Phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 500 thí sinh tập trung từ sớm chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp với môn ngữ văn, trong đó có một thí sinh được bố trí phòng thi đặc biệt với hai giám thị và một giám sát viên. Được biết, thí sinh này phải nằm sấp để làm bài thi văn tốt nghiệp trung học phổ thông do vừa trải qua một ca mổ. Theo đó, thí sinh Nguyễn Minh Thiên Phong, học sinh trường Trung học phổ thông Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, được bố trí phòng thi đặc biệt do vừa trải qua ca mổ hôm 26 tháng 6 nên không thể ngồi làm bài, thậm chí trước khi đi thi em phải uống thuốc giảm đau. Nam sinh này được tạo điều kiện nằm trên một chiếc giường sắt kê ván ở đầu giường để làm bài viết. Thầy cô kê thêm một chiếc gối nhỏ trước ngực để em thoải mái khi nằm viết bài. Ngoài ra, phòng thi đặc biệt này được bố trí gần phòng y tế để có thể hỗ trợ kịp thời khi em Phong cũng mới ra viện. Thí sinh Thiên Phong cho biết, từ ngồi sang nằm viết bài thi có khó khăn hơn, nhưng sẽ cố gắng hết sức để làm bài thi tốt nhất. Trước đó, gia đình em đã làm đơn đề nghị tới trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho em được nằm sấp để làm bài thi. Sau khi xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm thi đã đồng ý nhưng thí sinh phải tự hoàn thành bài thi, hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại sau này. Thưa quý vị và các bạn, trong số hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, không ít thí sinh cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Trong số này còn có cả những thí sinh mang tâm trạng hồi hộp khó tả khi có lần đầu tiên đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cùng cháu ruột của mình ở tuổi 70. Theo đó, thí sinh đặc biệt này là bà Ngô Thị Kim Chi, sinh năm 1959, học viên tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về cảm xúc trước giờ vào thi. Bà Kim Chi cho biết thấy hồi hộp khó tả, vừa vui, vừa lo lắng vì đây là kỳ thi mơ ước mà bà đã quyết tâm, cố gắng bền bỉ suốt 7 năm qua. Theo chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình nên bà Chi chỉ học đến lớp 8 rồi phải nghỉ để lo mưu sinh. Sau đó bà lập gia đình và bị cuốn vào những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, bà Chi luôn ao ước được đi học để bổ sung kiến thức và trở thành một giáo viên dạy cho những trẻ em khó khăn. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia lần này, bà Chi còn thi cùng với cháu ruột của mình. Suốt thời gian qua, hai bà cháu đã động viên nhau ôn thi. Bài nào khó thì bà hỏi cháu, bài nào cháu chưa hiểu thì tự động hỏi bà. Bà Chi cho biết nhận được rất nhiều lời động viên từ gia đình, người thân và bạn bè suốt thời gian qua. Chưa biết kết quả thi như thế nào nhưng bà sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể. Được biết, với mong mỏi lớn lao được trở lại trường học và sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Chi liên tục là học viên giỏi của trung tâm. Năm học lớp 9 và lớp 12, thí sinh U70 này còn đạt giải nhì và giải ba môn địa lý tại kỳ thi học viên giỏi cấp thành phố dành cho hệ giáo dục thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bắt đầu bước vào giờ vượt vũ môn cùng với sự lo lắng của phụ huynh và những người thân.
thời tiết Hà Nội có mưa kéo dài khiến nhiều phụ huynh và thí sinh khó khăn trong việc di chuyển đến các địa điểm thi, ghi nhận của phóng viên VTC tại địa điểm diễn ra kỳ thi. Sáng nay ngày 28 tháng 6, ngày đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 giờ 30 mới bắt đầu diễn ra môn thi đầu tiên. Ngay từ 6 giờ sáng, trước địa điểm thi trường trung học phổ thông Amsterdam, đã có rất nhiều phụ huynh học sinh đến để chuẩn bị thủ tục dự thi. Những cái nắm tay động viên của các bà mẹ, một cái siết vai ấm áp của người cha, chỉ nhiêu đó thôi cũng chứa đựng rất nhiều hy vọng lớn lao của họ dành cho con cái của mình. Mặc dù trời đổ những cơn mưa kéo dài từ sáng sớm, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn nán lại chờ con mình đi vào tận phòng dự thi mới yên tâm ra về. Nhiều phụ huynh chia sẻ họ đã không thể ngủ được và dậy rất sớm cùng con vì lo lắng cho kỳ thi. Thì gia đình nhà mình thì ở khu vực Cầu Giấy. Đến tại địa điểm thi này thì bản thân mình thì cũng tạo điều kiện tâm lý và cũng động viên con rất là nhiều để tâm lý thi thật tốt. Tuy nhiên thì nguyện vọng của cháu thì cháu cũng muốn là thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, thì mình cũng phải là thôi cố gắng hết sức có thể và trong tâm lý của mình. Tuy nhiên là yếu tố tâm lý thì bạn ấy cũng có một yếu tố tâm lý rằng là bạn ấy rất là lo lắng. Thế nhưng mà mình, gia đình nhà mình cũng bảo con ấy phải thật thoải mái, tâm lý và thật cố gắng hết sức. Bởi vì mình đã có 12 năm chuẩn bị và tất nhiên là có hơn 600 phút để quyết định cho cái việc mà con nguyện vọng con muốn vào trường nào. Thế tuy nhiên thì sáng nay thì bạn đi thi cũng là tâm lý rất là thoải mái. Hôm nay là tôi rất là hồi hộp và tôi đã dậy từ lúc tỉnh dậy là từ lúc 4 giờ sáng. Thì hai vợ chồng sang phòng con thì xem là con thức dậy chưa, thì thấy là con cũng đã tỉnh dậy rồi. Và cũng tính là đi sang bên này hết độ nửa tiếng đồng hồ. Thế là tuy nhiên là cũng sợ đi qua cầu Thăng Long ấy, thì sợ tắc đường. Thành ra là cũng đi là lúc 4 giờ 47 thì sang đến đây là lúc 5 giờ 15 lúc đấy thì ở trường vẫn chưa có ai. Riêng với gia đình nhà tôi thì con là không chịu áp lực gì từ nhỏ. Là con đã học như thế nào thì con cứ cố gắng hết sức của mình thôi. Chứ bố mẹ cũng không bao giờ áp lực là con phải học giỏi hay con phải như này như thế kia. Thế tuy nhiên là bước vào kỳ thi lần này thì con cũng được cái là yên tâm hơn. Bởi vì con cũng được tuyển thẳng cũng rất là nhiều các trường đại học top đầu rồi ấy. Thành ra là cháu nó bước vào cái kỳ thi này là cháu nó cũng tự tin. Theo lịch dự kiến, sáng nay môn thi đầu tiên sẽ là môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút và 14 giờ 30 phút chiều sẽ bắt đầu làm thủ tục thi môn toán với thời gian là 90 phút.